Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi thử cái quạt này nhá. Quạt này thì này, coi xem này. Không biết quay được là không biết, nhưng mà để coi cảm biến xem. Đây là nguồn của nó. Đây có hai dây. Tôi sẽ xé ra. Ở đây là ổ điện, tôi thử xem được sao. Có hiện tượng muốn quay nhưng mà không không quay được, nhưng mà có như thế này, có thể là vỡ ấy trong, thì chúng ta tiến hành vặn ra. Để tôi như vậy tháo cánh rồi chúng ta tiến hành vặn cái này ra. Rồi như vậy tôi sẽ vặn ngay ra tiếp tục. To quá nhỉ. Đây là xem ở trên này. Hai cháu không? Chúng ta tiến hành vặn cái này ra. Đấy, chúng ta thế này rút ra. Và ở đâu này thì có hai cái răng, chúng ta thể tháo đi. Đấy. Tay chúng ta tháo đi luôn nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta vặn sau hai vít này, chúng ta lột ra. Đấy, mở cái này là hết chán phút rồi, 4 phút rồi. Cái này rất khó mở các bạn nhé. Khó tháo nhé. Đấy, chúng ta tiến hành vặn ở bên trong này này ra.
cái này đưa này, coi như không có. Rồi thì bây giờ chúng ta rồi bây giờ chúng ta tháo bên trong này ra xem thử. Đấy. Rất lâu thôi các bạn, cái này khó ra rồi, biết có bị chặn dây không. Chết rồi. Bây giờ nó ra nóng quá, ra đầu nào cũng không tọt các bạn, ra đầu nào cũng không tọt à, thì chúng ta sẽ tiến hành thì chờ cái này nó hẹp đi rồi. Đây các bạn thấy không, mũi là bị đứt ra đây này, tôi tìm ra từ đâu. Thank you.
Bây giờ bắt buộc chúng tôi phải tìm ra cái mũi ở đây các bạn. Nói chung cái này thì chúng ta phải đấy, dài như thế này thì chúng ta vừa hết cái bao bọc ở bên trong này này, tức là một cái ống như thế này đấy, thì chúng tôi sẽ thay vào và kiểm tra cái mũi này đây, được đây, do nó thụt lên thụt xuống thì nó sẽ bị cà vào đây và bị đứt, thì chúng tôi sẽ tìm được, nếu mà mũi thì chúng tôi sẽ hàn lại và được, nếu mà không được thì không tìm ra mũi thì chúng ta phải thay cả cục này đấy, cái cục đây này. Rồi, thì ở đây chúng tôi sẽ tìm từ từ. Tôi cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé, lúc like subscribe nhé.